Trong khi lướt web, rất có thể bạn sẽ bắt gặp nhiều từ mới khiến bạn liên tục phải chuyển qua chuyển lại giữa các cửa sổ để tra từ. Trong video này, mình sẽ chỉ cho bạn cách dịch nghe trên trang web, xem hình ảnh từ mới, tra từ điển nâng cao, dịch trong đoạn văn và dịch PDF. Với Glot Dojo, bạn chỉ cần click 2 lần vào từ và bấm icon Glot để xem nghĩa ngay lập tức. Hoặc bôi đậm bất cứ cụm từ nào hoặc thậm chí toàn bộ đoạn văn rồi nhấp vào biểu tượng Glot Dojo để dịch chúng dễ dàng và nhanh chóng. Với pop-up dịch nghĩa cơ bản, bạn có thể xem hình ảnh hoặc hình động của mỗi từ bằng cách nhấn vào phần ảnh trong pop-up. Nếu bạn muốn xem nghĩa của từng từ mà không phải liên tục lặp lại thao tác, bạn có thể sử dụng phím Shift trên bàn phím. Nhấn giữ phím Shift và di chuột vào từng từ để quét nghĩa. Chức năng này còn có ích hơn nữa nếu bạn đã cài đặt tiện ích tiếng Trung hoặc tiếng Nhật cao cấp. Lúc này, việc nhấn giữ phím Shift và di chuột vào từ sẽ giúp bạn tự động phát hiện các từ ghép và cung cấp bản dịch chi tiết cũng như là pinyin, ví dụ hoặc giải thích ngữ pháp liên quan. Nếu bạn cần giữ lại bản dịch để có thể dễ dàng quay lại xem thường xuyên, chẳng hạn như thế này, thì sau khi bôi đen từ hoặc cụm từ, thay vì nhấn vào biểu tượng Glot Dojo, hãy nhấp chuột phải và chọn dịch trong đoạn. Bằng cách này, bản dịch sẽ được đặt bên cạnh văn bản bạn vừa dịch và được giữ nguyên. Bạn cũng có thể sử dụng Glot Dojo cho các file PDF. Sau khi bạn tải xuống một tệp có đuôi PDF, chỉ cần mở tệp đó bằng trình duyệt Chrome của bạn, bôi đen một từ hoặc cụm từ và nhấp chuột phải, chọn dịch nâng cao để dịch chúng.